Thưa quý vị và các bạn, nhằm mục đích giáo dục cho học sinh trên địa bàn biết tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, chung tay gìn giữ nguồn tài nguyên của trái đất, bảo vệ cho cuộc sống tương lai, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức hội thi Tuổi trẻ Yên Bái chung tay tiết kiệm điện. Đây là một hoạt động hiệu quả mang nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Thông qua những hoạt động truyền thông sôi nổi, mong muốn mọi tổ chức cá nhân cùng tham gia sử dụng điện một cách hiệu quả, nâng cao ý thức cho các bạn đoàn viên thanh niên trong tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình, cơ quan, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên cho đất nước, môi trường sống, từ đó giáo dục rèn luyện ý thức tự giác tiết kiệm cho giới trẻ, tạo nên một thế hệ sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả trong tương lai, hình thành đội ngũ tuyên truyền viên trẻ có kiến thức và hiểu biết sâu rộng, góp phần xây dựng đất nước phát triển xanh, bền vững, nhân rộng phong trào tiết kiệm điện đến mọi tầng lớp lứa tuổi trong xã hội. Thì năm nay chúng tôi chỉ làm điểm một cái trường trung học phổ thông với khối lượng 1.300 học sinh. Thì đây là lực lượng mà chúng tôi nghĩ là đoàn viên thanh niên mà chúng ta cũng các thế hệ các em đã sắp trưởng thành thì nhận thức được về này, sau này các em có cái tuyên truyền sâu rộng và đảm bảo được cái nhận thức sau khi vào các trường đại học, có thể tiếp theo các em được nhận thức thêm về kiến thức này và có cái tuyên truyền trong cái cộng đồng nó được tốt. Trong nội dung thi diễn tiểu phẩm thực trạng sử dụng năng lượng, sử dụng điện hiện nay, các em học sinh thể hiện một cách đầy sáng tạo, ý nghĩa nhưng không kém phần dí dỏm, hài hước qua các tiểu phẩm ngắn do chính các em biên tập, đạo diễn và diễn xuất với chủ đề tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng. Thông qua bộ câu hỏi được tích hợp từ các môn học thực tế trong nhà trường như sinh học, vật lý, giáo dục công dân v.v., các em học sinh đã trau dồi thêm được kiến thức về tầm quan trọng của điện năng với cuộc sống, những biện pháp tiết kiệm điện, lợi ích thu được từ việc sử dụng tiết kiệm điện. Phần thi này có chủ đề tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường vì một tương lai xanh. Em đã cùng nhau để làm ra một màn diễn để cho có nội dung về tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả hợp lý để cho các bạn trẻ và cùng các thầy cô và mọi người được biết thêm về những hành động và những phương pháp để làm cho thế nào để cho cách sử dụng hợp lý và tiết kiệm hơn ạ. Và từ đó thì em cũng muốn gửi tới thông điệp tới các bạn trẻ là chúng ta nên tiết kiệm, người người tiết kiệm điện và nhà nhà đều có điện ạ. Ngoài ra trong phần thi hùng biện, bên cạnh việc cung cấp kiến thức giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nội dung thi còn là cơ hội để các em rèn luyện tâm lý vững vàng, tự tin, giúp các em làm chủ bản thân và cuộc sống của mình. Bằng những minh chứng cụ thể, lý luận sắc bén, các em học sinh đã thể hiện khả năng thuyết phục mọi người trong việc nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện. Ngay từ đầu năm học, thì trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ đã phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái để phối hợp tuyên truyền. Đồng chí cũng đã đến trao đổi các cái tài liệu và các cái thông tin để nhà trường truyền thông và tuyên truyền tới cả các em học sinh. Và lần này nhà trường tổ chức hội thi Tuổi trẻ Yên Bái chung tay tiết kiệm điện mà lại may mắn là được tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, là các em rất hào hứng và tham gia được thể hiện thông qua các cái tiểu phẩm với các nội dung tuyên truyền rất là đa dạng, phong phú và mang tính chất sáng tạo. Và thứ hai là các em đã học các kiến thức và có ý thức nhận thức chung từ gia đình đến nhà trường và có sự lan tỏa trong cộng đồng. Và đồng thời đã là thông qua hội thi này, các em muốn tuyên truyền cho tất cả mọi người là mọi người hãy nâng cao nhận thức về công tác tiết kiệm điện. Hội thi Tuổi trẻ Yên Bái chung tay tiết kiệm điện là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thi đua tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội, xây dựng ý thức của mỗi thành viên trong mỗi gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó xây dựng thói quen sử dụng tiết kiệm điện lâu dài, góp phần giảm mức tiêu thụ điện để đáp ứng tốt cho nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện nguồn điện đang khó khăn, dành nhiều nguồn điện hơn cho sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội.